Lửa rồi. Dính gió vít rồi, nhúng độc rồi. Thì bóp hết anh em ơi. Rồi không được cái dính gió nào luôn. Rồi cùi bắp luôn. Sáng sớm phải úp. Úp dần này chứ không mấy hôm nay mình chưa có úp được cái gì thôn DK của mình. Mấy bộ dinh pen thì cũng cùi lên cái đao. Rồi nó còn háo giờ nó đắt nhưng mà cũng phải cố táng thôi. Còn háo giờ đang 120-130 một win anh em ơi. Đi cho thanh vắng bị đập nha. Đây hy vọng lên dòng 10 này. Tám Hello, xin chào anh em nha. Là mình đây. À thì hôm nay mình lại tiếp tục là một video bên con game 14vn.net anh em ơi. Season 6.9 sốc két. Thì bên này mình đang chuyến con DK rồi, hôm nay bị hành quá. Thì sáng nay mình có vào mốc, mình làm một mốc để mình úp cái đèn nào cho con DK anh em ơi. Thì bên này mình đang úp đồ DK mới lụng được cây đao. Đồ này bây giờ đi chen rớt nha anh em ơi. Mình mới lụng được thằng thằng bắp lụng được với lại Tuấn lụng được cho cây. Mình đập lúc và đập lên chín thôi. Bây giờ mình sẽ đập full dòng cho nó nha. Đang không có ba viên hoàn hảo đây với lại mỡ ngọc đây, từ từ mình mở mỡ ngọc đó nha. Mình úp xong mình cho nó lên 380 luôn. Bị địch hành quá. Địch là con dọa là con dọa đánh cho sập sập like luôn. Sợ quá anh em ơi. Mấy hôm nay hơi bị bất an đấy. Rồi mình đến sắp sắp cho nó gọn gàng cái đã. Bốn viên đan được cấp mà. Ok. Rồi, đi mở cái con này xong mình về mình không đi lên được chỗ kia mở rồi. DK huyền thoại nha, cặp mà cùng phong đao. Đây này, về thế tiền. S. B này, B tiếp này. Uy ra tính B tiếp. B này. Đấy. B tiếp. Uy tre kìa. Sao biết cái màu nó kỳ vậy ta? S. S rồi. Không có được cục B nào kìa. Vài ít B thế. Hơi ít B nha mày, B đang thiếu. Thiếu để lên độ 380 đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái zin pen để xem nó. Mở zin pen trước đi. Lên dùng nghèo không nha. Xong mình về mình sẽ tác hoàn hảo vào cái đao này nha anh em ơi. Thì cái đao chỉ cần ra hai dòng 10 với dòng 2 nó là đẹp thôi. Mình lên một cây trước tại vì mình có một cái khiên này rồi, nhưng mà cái khiên này nó lại ra cái khiên thập tự cay quá. Ra cái vương mình cầm lửa rồi. Hai cái ra cái vương. Dính dính gió nào. Dính gió vip. Lửa rồi. Dính gió vip rồi muốn đọc rồi. Thì bóp hết anh em ơi. Rồi không được cái gì gió nào luôn. Rồi cùi bắp luôn. Sáng sớm phải úp. Úp dần này chứ không mấy hôm nay mình chưa có úp được cái gì thôn DK của mình. Mấy bộ zin pen thì cũng cùi lên cái đao. Rồi nó còn háo giờ nó đắt.
cũng phải cố 8 thôi. Còn Tháo giờ đang 1230 một win anh em ơi. Đi cho Thanh vắng tích đập nha. Đây hy vọng lên dòng 10 này. 8 à. Hy vọng lên nha, đừng có xịt mà đừng có ra mana hay HP. Vai thật. Vậy đai rồi. Thôi. Hai cây cây của mình là hai dòng giống nhau cho nên mình đọc cái nào cũng được anh. Thôi lại đập cái này đi. Đừng có xịt lên dùng cây đi. Lên dùng cây nào. À, ui. Tuyệt vời. Nhiều tiếp bắn nữa nhanh em ơi, lên được vòng 10 20 rồi. Lên vòng 2 nữa là đỉnh luôn này. 2%. Lên 2% dùng nha. Đây có lên 2% được không nào? Coi nào. Vãi thật. Trời 10 20 HP kìa. Phải lên hai cái mà lên được đúng một dòng. Búa tài rồi. Bây giờ phải về đập nó anh em ơi. Đập cho nó lên 11. Thế sau nó còn lên 80. Đen thế. Lên được hai dòng mà coi như là giống như lên được một vòng. Rồi tiếp. Mình cho nó lên 11 nha anh em ơi. Thì này lại phải tiếp tục rồi. 10 này. Có ai cái đó thấy ỏi thật. Nó lên hai món nhưng mà nó lên hai dòng ngon cũng được. Rồi tạch tiếp. Lên 2 mình giống như lên 1 quá. Trời ta kìa. À, được ít B này. Đùa thật. Em thế. Ổn anh em ơi. Tập 11 đó mình đập đơn giản lần này đập khó thế. Giờ lại hết 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 30 cục cục đây lên được 380 rồi. Và chưa lên 11 là tạch. Tỷ lệ dạo này bịt thật. Với 11 đã khó rồi. Hết luôn bùa trao, một mớ bùa trao mà tạch kìa anh em ơi. Đấy đái thật. Một cái này thôi. Rồi. Cuối cùng cũng lên được 11. Thiếu dòng được thế. Kiếp
Kim dòng lên kim dòng làm gì? Đây con nào, bốn viên là lên được 380, nhưng mà cục là cục mà 24 chưa đủ nha mày. Như vậy là thiếu BS, thiếu BS thì phải chờ thôi. Mình gom đủ là mình sẽ lên cây đa quyền năng nha. Đồ đạc thì mình vẫn đậy thôi. Thôi video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Đen quá, các bạn anh em nha.